tình hình sức khỏe xấu. Chiều ngày 15 tháng 5, quản lý của Tiến Thành xác nhận Nam Danh Hải nhập viện vì tình hình sức khỏe xấu, tạm phải hoãn các hoạt động nghệ thuật trong vài ngày mới. Hình ảnh Tiến Thành nhập viện vừa được đăng tải trên trang cá nhân của anh. Trong khi đó, fanpage của anh Nam Danh Hải vẫn cập nhật các hoạt động nghệ thuật của anh. Anh chia sẻ cùng chúng tôi, quản lý của Trấn Thành cho biết nam nghệ sĩ sinh năm 1987 có dấu hiệu mệt mỏi, nhức đầu vào những ngày qua và sáng nay phải nhập viện để được chăm sóc y tế. Theo vị quản lý, Trấn Thành liên tục gặp stress và áp lực do những vấn đề không mong muốn. Mới đây nhất là scandal chế cải lương, mẫu mực Thành Hải và vụ Hồ Ngọc Hà được cho có hành động phớt lờ bạn gái Harry Won của anh. Hiện tại Trấn Thành tạm hoãn các hoạt động nghệ thuật trong vài ngày tới và sẽ trở lại sau khi hoàn toàn hồi phục, người quản lý của anh cho biết thêm. Mới đây, Harry Won đã đăng tải một đoạn clip ngắn về cuộc trò chuyện vui vẻ giữa cô và Trấn Thành. Trong clip này, Trấn Thành xuất hiện với gương mặt nhợt nhạt. Vì bị sốt ruột nên anh phải ăn cháo suốt 4 ngày qua và rất thèm đồ ăn khác. Chính vì vậy Trấn Thành đã quyết định xuống viện để kiếm đồ ăn. Được biết ý định của chồng, Harry Won đã không ngừng chơi đùa và không quên nhấn mạnh vào nỗi khổ của chồng. Cô hài hước nói, ông ngoại ơi, ông ngoại, ông đang đi đâu mà ồn ào dữ vậy? Kiếm đồ ăn hả? Ủa anh đâu? Có ăn gì đâu? Kiếm đồ ăn gì trời? Đáp trả lại sự trêu chọc của vợ, Trấn Thành nhí nhòm nói, bớt hỏi lại những câu hỏi khẩu nghiệp. Bình thường đăng hình đồ ăn buổi tối hại người ta, rồi bây giờ sốt ruột không ăn được gì hết. 4 bữa nay ăn cháo trắng phù quá, giờ trốn viện đi kiếm đồ ăn, không biết nhà hàng có bán không, Trấn Thành nói thêm. Thế nhưng ngay sau đó Trấn Thành phải quay lại bệnh viện với cái bụng trống rỗng vì không ăn được gì. Tuy nhiên Harry Won vẫn chưa buông tha cho anh và tiếp tục trêu chọc chồng. Cô nói, ủa sao không đi kiếm đồ ăn tiếp? Quá đau khổ, trước sự cười đùa của vợ, Trấn Thành bất lực nói, có ăn được đâu, có con vợ không lo được gì hết, không giúp được gì, còn đứng đó quay, thảm hại tôi, khổ quá cô ơi. Sau khi clip này được chia sẻ, rất đông người hâm mộ đã tỏ thích thú trước sự vui nhộn của cặp đôi. Bên cạnh đó, cô cũng không ít bình luận tỏ ra lo lắng và đặt nghi vấn liệu Trấn Thành có bị bệnh hay gì. Clip hậu trường vui nhộn khi hai vợ chồng đang đi quay phim. Bởi trước đó, chưa có một thông tin nào liên quan đến Trấn Thành phải nhập viện.